Xin chào các bạn, đây là cách săn sale của ba cô con gái nhà mình rất là tài tình săn sale tại Shopee. Tháng 10 này, nhiều món quà không đồng đến từ Shopee tặng cho con gái. Còn những món rất có giá trị nhưng mà tiền cũng ít cả nhà, nhưng mà phải biết cách săn sale. Bé lớn là học đại học năm 3 rồi cho nên là săn sale cho hai em luôn đó cả nhà. Và những cái món mà các bé bỏ tiền ra mua thì các bé tiết kiệm và tự mua. Mẹ cho tiền ăn sáng là tiết kiệm, tự mua là nhà mình là có ba bé gái. Nhiều món rất là đẹp, bây giờ mời cô chú và các bạn cùng ngắm nha. Và để săn sale được hàng từ Shopee thì cũng phải thức khuya lắm cô chú ơi. Thấy con gái là giỏi lắm, còn mẹ thì không biết. Mỗi lần mẹ cần mua cái gì á thì mẹ nhờ con gái mua thì sẽ rẻ hơn mẹ mua. Mẹ mua mẹ không biết app voucher, còn con gái là biết cách cho nên là mua rất là rẻ.
Vừa rồi em mua bắp trên mạng Shopee á cả nhà. Ở ngoài trời thì em mua là 12.000 một ký bắp, mà bé em mua trên mạng cho em là 97.000 10 ký ship về tận nhà luôn, miễn phí ship mà bắp bể vừa phải, bồ câu, chim gà ăn rất là tốt mà rẻ cả nhà. Nhưng mà phải biết cách săn sale. Bé em là tài tình trong mấy cái này. Mấy bạn trẻ rất là giỏi, còn như các mẹ già già rồi thì không có bằng con mấy con còn trẻ mà đi học ở cả nhà. Mấy bé rất là giỏi. Mấy bé con em săn sale nhiều vậy, đem vào trường nếu các bạn ở các lớp của bé mà thích thì các bé cũng để lại cho các bạn với giá rất là rẻ cả nhà. So với ở chợ thì quá rẻ luôn, và mấy bạn cũng rất là thích. Và khi để lại cho các bạn thì các bé cũng có một khoản tiền, các bé rất là vui. Và các con nói là các con tập kinh doanh lúc nhỏ cả nhà. Đó, mỗi ngày là một điều vui có ích cho mình, cho bản thân. Và như các bạn mà không biết đặt á, thì giá rất cao, mà đặt thì cũng phải nhiều. Còn như mà các bé đem vào trường, vào lớp, ví dụ các bạn có 5.000 để lại cho các bạn cái kẹp hoặc là cái đồ chơi 2.000, các bạn cũng vui. Thì video đến đây đã dài rồi, hẹn các bạn săn sale Shopee tháng 11 tới nha. Các con săn sale thì mẹ sẽ quay lên cho cô chú và các bạn cùng xem để săn sale cùng các con nha.